Thưa quý vị, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản cho nhà nước. Thưa quý vị, vào cuối giờ chiều nay, các nhà chức trách đã có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long và trụ sở Bộ Y tế để tiến hành làm việc. Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, Quốc hội bỏ phiếu kín cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thanh Long. Sau khi bị cách chức và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật hình sự.